so với ngày xưa hay không. Và như vậy huấn luyện trọng tài Harry Santos đã tung bóng để cho trận đấu được bắt đầu. Và bây giờ là cơ hội cho Đà Nẵng Dragons, Tris Dekker đường chuyền 2 điểm cho Darren Miller. Và đây là Bùi Thái Hà với đường chuyền cho Mike Bell. Tình huống đột phá vào trong, lên rổ và 2 điểm tính dành cho Mike Bell. Darren Miller phản công, Huỳnh Thanh Tâm lên rổ, quá dễ dàng cho Đà Nẵng Dragons ghi 2 điểm nữa. Mike Bell làm gì đây? Tình huống ném trung bình của Trần Ngọc Tân trong không, đó là một pha đột phá và 2 điểm tính dành cho Trần Ngọc Tân. Thì huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh đã rút Nguyễn Quang Hùng ra và thay vào cầu thủ mang áo số 19 vừa vào sân, và anh đã lập công với một pha bắn 3 điểm rất tốt. Vâng, Sang Đình nhận hai tình huống hiểm trợ, anh vẫn rất điềm tĩnh. Sang Đình thực hiện pha ném trung bình, 2 điểm tính dành cho Sang Đình. Phòng thủ rất tốt. Và đường chuyền Triệu Hán Minh, một tư thế rất khó khăn, nhưng lão tướng Triệu Hán Minh vẫn xoay người để thực hiện một pha bắn rổ bật bảng ghi 2 điểm cho Đà Nẵng. Và Sang Đình với 2 điểm thành công, nhiều hơn rất nhiều trong mùa giải năm nay. Tốc độ trận đấu đang diễn ra rất nhanh, lại thêm một pha bắn 3 chút sáng nữa của Triệu Hán Minh. Một pha steal rất tốt của đội tấn công anh làm gì, và một pha lên rổ hiệu quả của số 1 bên phía Hà Nội Buffalo. Trước khi quyết định cầm bóng lên và lên rổ, một tình huống xử lý thông minh của cầu thủ mang số 1, và đây là Chris Dekker, 2 điểm tính dành cho đội bóng chủ nhà. Diễn ra rất nhanh và hai đội luân viên ghi điểm. Đinh Tiến Công bắn 3 vào rổ rồi, quá ngọt ngào. Đây đó là pha bắn rổ không thành công của Huỳnh Thanh Tâm. Bây giờ là cơ hội cho cầu thủ Hà Nội, lại thêm một pha bắn xa nữa của Đinh Tiến Công. Và tiếp tục là một tình huống ném ở góc 45 độ, hai tình huống ném 3 điểm liên tiếp của Đinh Tiến Công. Rõ ràng là các cầu thủ của Hà Nội Buffalo đang chơi rất vào tay với cảm giác ghi điểm tuyệt vời. Sơn Minh Tâm, ngay lập tức Sơn Minh Tâm cũng đáp trả với một pha bắn 3 rất chuẩn xác. Với một gương mặt mới đã được vào sân từ bên phía Hà Nội Buffalo, đó là cầu thủ mang áo số 11, Đoàn Xuân Tùng. Vâng, và như vậy là trọng tài vừa tính một tình huống goaltending, một tình huống mà Daryl Miller đã có vẻ như là Daryl Miller hoặc Chris Dekker đã có tình huống tác động vào bóng. Đình Tiến Công, Mai Bell. Cho đến thời điểm này thì Mai Bell vẫn chưa để lại dấu ấn nào. Một pha chúng tôi vừa nhắc đến anh thì anh đã xuất hiện. Rất tuyệt vời, pha đăng rổ sở trường của mình. Bây giờ là Darren Miller. Ngay lập tức thì Darren Miller đã đáp trả. Tình huống ném 3 điểm thành công của Nguyễn Hoàng Tuấn. Tình tâm chuyển cho ai? Nguyễn Hoàng Tuấn. 3 điểm tính rất tuyệt vời dành cho Nguyễn Hoàng Tuấn, cầu thủ mang áo số 12. 6-22 sau hiệp đấu đầu tiên, nghiêng về cho Đà Nẵng Dragons. Một cơ hội phản công cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo, và 2 điểm đầu tiên của hiệp đấu thứ hai đã thuộc về đội bóng đến từ thủ đô Hà Nội. Tìm cách chuyển cho Chris Dekker, một tình huống đánh dưới rổ và có 2 điểm rất tuyệt vời, rất nỗ lực dành cho Chris Dekker vừa rồi. Vâng, và chúng ta có thể thấy là hai tình huống vừa rồi Sang Đinh không chạm bóng thì Hà Nội Buffalo gặp khá nhiều khó khăn. Dekker quyết định đột phá, một pha lên rổ dự bản rất hiệu quả của Chris Dekker. Sang Đinh tưởng hỗ trợ tốt của Chris Dekker, và Hòa Tấn đã lên rổ thành công một tình huống end one. Chris Dekker quyết định đột phá, chọn bóng ra ngoài, bắn 3 ở góc chính diện, đó là pha bắn 3 thành công của Triệu An Minh. Là một tình huống mà cầu thủ Hà Nội Buffalo đang thi đấu rất cá nhân và không có lối thoát trong tấn công của mình. Rất may mắn là đã có Mike Bell với một tình huống offensive rebound. Một pha lên rổ không thành công, bỏ qua cơ hội ghi điểm rất đáng tiếc của Đinh Tiến Công. Và ngay lập tức đây là Darren Miller. Vâng, và chắc chắn là anh sẽ không bỏ lỡ tình huống này. Và thời gian còn lại của đợt bắt rổ là 5 giây. Rich Dekker bắn 3 rồi lao vào tránh bóng bật bảng. Ngay lập tức Triệu Hán Minh đã tận dụng rất tốt cơ hội của mình. Đầu thứ hai thì Hà Nội Buffalo đang thi đấu như gà mắc tóc, và lại một tình huống suýt để mất bóng của Sang Đinh. Hãy cùng chờ xem là tình huống gọi hội ý của huấn luyện viên Eric Westling có gỡ được tóc dài không. Và đó là 3 điểm tuyệt vời của Bùi Thế Hà. Sao mà chúng ta không được nhìn thấy một tình huống ném phạt? Và theo những gì mà chúng tôi nghe được ở chân sân cũng là như vậy từ đầu trận đấu, ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và rõ ràng thì Darren Miller thi đấu hiệu quả hơn rất nhiều của Đà Nẵng Dragons. Trong khi đó, ấn tượng để lại của Mai Bell chỉ là hai tình huống đăng rổ. Đường chuyền rất tốt, Trần Đăng Hiển bắn rổ clip trung bình, quá ngọt tay. Và cũng không có tình huống lên rổ thành công đến từ Đà Nẵng Dragons.
trận đấu vẫn đang rất giằng co. Mike Bell, hai điểm tính tuyệt vời dành cho Mike Bell. Mike Bell, một pha phối hợp rất tốt giữa các cầu thủ. Một tình huống đẩy bóng nhanh và pha ném của Nguyễn Hoàng Tuấn. Ba điểm tính rất tuyệt vời dành cho Nguyễn Hoàng Tuấn. Thành Tâm đường truyền, những pha luân chuyển bóng rất nhanh. Triệu Hằng Minh trả bóng ra ngoài, pha bắn rổ ở góc không độ. Quá bóng tuyệt vời cho Hoàng Tuấn. Bầu tốt của Triệu Hằng Minh dẫn đến một cơ hội phản công cho Đà Nẵng Dragon. Lại thêm một pha lập công nữa của Tuấn Nhỏ. Có tỷ số đối đầu ở trên bảng xếp hạng đều là 2-3. Và đây là Đinh Tiến Công rất khéo léo ghi 2 điểm. Rồi một tình huống này 3 điểm của Hoàng Tuấn mà có lẽ huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh sẽ không thích một chút nào, bởi vì nó đã mang lại một tình huống ném 3 điểm thành công dành cho Sang Đình. Ném khó 3 điểm của Hoàng Tuấn trong pha bóng vừa rồi. Và đây là một pha ném chống chài hơn, 3 điểm tính dành cho Nguyễn Hoàng Tuấn. Thứ 3 kể từ đầu trận của Hoàng Tuấn, Phan đã ghi được cho mình tổng cộng 15 điểm. Và Sang Đình cũng tỏa sáng rất kịp thời. Và một tình huống rebound rất nỗ lực của Mike Bell. Và có điểm cho Mike Bell hay không? Đó là 2 điểm dành cho Mike Bell. Có vẻ như là với dáng ném phải nói là khá vất vả của mình thì Vũ Đức Hoàng kể từ đầu mùa giải đến giờ vẫn chưa thực hiện được pha ném 3 điểm thành công nào chăng. Và đó là một câu trả lời đến từ Daryl Miller. Đinh Tiến Công rất nỗ lực và đó là một pha lên rổ thành công của Đinh Tiến Công. Kể từ đầu hiệp thi đấu từ 3 cho đến nay. Và đây lại là Daryl Miller. 3 điểm tính dành cho Daryl Miller. Dragon cho đến thời điểm này. Sơn Minh Tâm, Rich Decker. Lúc này thì Văn Hùng lại trở về băng ghế dự bị. Thì mà Mike Bell còn đang mải phòng ngự ở khu vực vạch 3 điểm. Và đây là Mike Bell đối đầu với Chris Decker. Có 2 điểm dành cho Mike Bell. Darren Miller đối mặt với Mike Bell. Đường chuyền cho Triệu Hoàng Minh. Và đó là pha lên rổ hiệu quả của Triệu Hoàng Minh. Nhìn bóng cũng như nhìn Daryl Miller trong tình huống vừa rồi. Còn đây là Đinh Tiến Công với một câu trả lời và 2 điểm tính dành cho tình huống phản công nhanh. Đưa bóng bật bảng nhưng bóng đã bật ra không như ý của Sang Đình. Một tình huống chính biến tốt của Daryl Miller. Như vậy. Và đây là Hoàng Tuấn, 3 điểm tính dành cho Hoàng Tuấn. Có lẽ không phải là một tình huống ném 3 điểm mà huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh thực sự hài lòng. Thế nhưng một khi đã bóng đã đi vào rổ thì không cần biết là có cần hài lòng hay không. Và đó lại là câu trả lời của Đường Quang Anh. Bóng trở về Mai Bèo. Rất chống trải để thực hiện một pha bắt rổ. Và bóng đã vào rổ rất ngọt ngào. Điểm giống như trước đó. Còn đây là Mai Bèo. Vẫn rất già và rất gần. Tình huống spin move ném fade away. Tới đội bóng tới từ thủ đô. Vừa rồi chúng ta chứng kiến một tình huống mà Mike Bell đã bị double chin. Hôm qua anh đã bị tai nạn xe máy. Và đây là Đinh Tiến Công. 3 điểm tính dành cho Đinh Tiến Công. Trần Đăng Hiển ở góc không độ không thành công. Cơ hội cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo lại là một pha lập công của Đinh Tiến Công. Gây áp sát đến từ đội bóng thủ đô. Chris Decker lên rổ. Quá dễ dàng trình cho Chris Decker. Vậy là đã không có một tình huống dứt điểm trong pha bóng vừa rồi. Và đây là Triệu Hán Minh. 3 điểm tính dành cho Triệu Hán Minh. Đã sáng rất đúng lúc của lão tướng Triệu Hán Minh. Đây là Sang Đình. Tiến Dương bắt 3. Quá tuyệt vời. Đây là Daryl Miller. Không có điểm dành cho Daryl Miller rồi. Nhưng đây là 2 điểm tính dành cho Daryl Miller. Đà Nẵng Dragon đang tỏ ra khá hiệu quả ở khu vực dưới rổ. Sang Đình. Một tình huống đột phá và ghi điểm của Sang Đình. Đinh Thanh Sang làm gì đây? Chuyền cho Đinh Tiến Công, không có điểm nhưng đã có điểm dành cho Mike Bell. Điều tiếp tục có một đường chuyền đến Chris Decker. Sẽ tìm cách đột phá như thế nào đây? Một tình huống như bóng rất thông minh của Chris Decker. Lên rổ rất ấn tượng. Sang Đình làm động tác giả, chuyền bóng cho Mike Bell. Và đăng rổ quá dễ dàng cho Mike Bell. Điểm tính quá đáng tiếc dành cho Daryl Miller. Hà Nội Buffalo làm gì đây? 2 điểm tính dành cho Mike Bell. Đã để mất bóng rồi. Sang Đình. Sang Đình. 2 điểm tính dành cho Sang Đình. Và như vậy là Hà Nội Buffalo đã có cuộc lội ngược dòng thành công cho đến thời điểm này của trận đấu. Giúp cho Đà Nẵng Dragon vượt lên những điểm.
Và đó là 2 điểm với pha ném trung bình của Giang Đình đối với cầu thủ mặc áo số 32. Và đây là Nguyễn Hoàng Tuấn, 3 điểm tính dành cho Nguyễn Hoàng Tuấn. Dường như là chất băng ở trong máu của mình, anh ném quá lạnh lùng. Và đây là Mike Bell. Hà Nội Buffalo đang là đội bóng dẫn trước. Và đây là pha bóng phản công nhanh, 2 điểm tính dành cho Đình Tiến Công. Giang Đình pha lên rổ không thành công của Giang Đình, nhưng ngay lập tức đã có Mike Bell. Pha ném quá khó của Mike Bell. Và đây là Triệu Hoán Minh, chắc chắn là có 2 điểm cho Triệu Hoán Minh rồi. Giang Đình chuyển cho Nguyễn Tiến Dương, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy Mike Bell ở trong, nhưng đây là Giang Đình và có 2 điểm dành cho Giang Đình. Có điểm dành cho Đức Quang Anh và đây chắc chắn là điểm rồi. Tuấn Nhỏ ghi 2 điểm và có 2 điểm dành cho Đà Nẵng Dragons. Chúng ta chờ xem có phải như vậy không. Quyết định đột phá lên rổ thành công, một pha thi đấu rất quyết đoán của số 88 bên phía Hà Nội Buffalo. Nguyễn Hồng Tuấn với pha ném 3 điểm không thành công và Giang Đình quá dễ dàng rồi. Giang Đình không ghi điểm và anh chủ động cầm bóng để cầu hết giờ trong trận đấu này. Giang Đình rất tôn trọng đối thủ trong trận đấu ngày hôm nay và là một chiến thắng dành cho đội bóng áo xanh, đội bóng áo đen, đội bóng Hà Nội Buffalo.